Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Xin chào bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tổng hợp sản phẩm mình nhé bạn. Okay. Thắng nhiều, thua nhiều. Thua nè, thua nè. Từ từ. Ôi trời ơi. Quý em không rơi được. Ui, cục trò mà. Có chết à? Chưa được. Ăn quái đi. Nghe nó vậy, nghe nó kì à. To mà đi giả rồi. Đấy nó bay hề. Không đẩy được. Ê! Vai trưởng. Cái thằng con lọng kì đâu rẻ. Tem mình đánh yếu quá. Nó không có gây sát thương to à. Vô đó đi. Nghe em đi. Vèo lết to rồi, vèo lết đem to rồi. Chạy rồi, con đố chạy rồi. Thôi chạy đi, chạy. Rồi, lên xe, lên xe đi. Ôi, chết rồi, toàn. Mẹ chết rồi. Chết thế nào được. Không sao. Đủ được. Anh giờ có đam rồi. Vậy tôi bỏ xong nhé các bạn. Giờ bắt đầu có đam. Từ đấy, trời ơi, đang dùng mơ. Rồi bắt đầu cái đàn này, rồi. Đi đẩy lính đi. Đang cắn. Đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu hỏi. Từ từ đã để dìa máu nó đấy, đây. Giờ nó ra, nó hút cái này. Anh em né ra nhé. Hút này. Rồi anh phi chúng ở chung này, tôi bị dí nó rồi. Đây, chung rồi em ơi. Đấu gì em. Ây. Nhàn. Mẹ nó bắn hạt đi. Vậy. Cái chói chung vào cái kè vào đây, nó bắn hạt rồi đây. Nó không đuổi được mẹ đâu. Đó, anh cười đi. Chạy. Kẻ lắm. Ây, bãi nhô nó còn ulti à. Nên nó bỏ anh đi. Không phải, con ấy nó bật, con gì nhỉ, FB nó bật ulti á, không nhỉ, thằng ấy chết rồi. Con ấy ra. Nó bật ulti này, nó bụng ra trò kè vai. Rồi xong rồi. Con chó này nó bỏ đâu mà. Thôi thua rồi. Bà nhỏ. Thôi ra chơi con này hàng mạnh.
khó chịu nhỉ, anh phải chịu ăn heo thôi, còn đấy con đấy đang phải đang đi to à. Cái đấy to lắm, mà đàn nó to luôn thì tại vì con sò linh kia nó phải cúi lên nó mới đàn to rồi. Yếu sao đây như vậy, rượu mình nó cái thùng như vậy.